Quý thầy mà ta là xấu. Bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm nữa không? Hết rồi mấy con. Rồi mấy con nghỉ. Rồi con hỏi đi con. Rồi. Dạ con thầy, ví dụ như là thầy mà bên thầy nói là với thì ăn là ngủ là không được thi thường, thì con thấy là ví dụ như thi mà cô đến 5 giờ thì thầy mà không trình tập là không không thể không có ngủ lại, nếu mà ngủ lại là phạm phải thi thường. Thế bây giờ con thấy à, phải bỏ bây giờ mình không ngủ ngủ phi đời nữa, phải dẹp bỏ hết để cho mình chiến đấu với không cần gì nữa, chứ không khéo cái lớp học của mình còn ham ăn ham ngủ thì chưa rồi, mình không còn ham ăn ham ngủ để chiến thắng nữa. Cho nên khi mà còn như vậy đó thì mấy con chuẩn bị cho mình đầy đủ rồi, cứ sự chiến đấu để cho mình bước qua một cái lớp mà học thật tu thật để xả thật đó. Bởi vì cái lớp mà chánh tư duy rồi, mình tư duy cái gì sai là mình phải diệt nó chứ không được để. Bây giờ mình ăn mình tư duy là cái sai này không được để nữa, phải diệt, tức là mình phải sống cho đúng cái ăn của mình. Rồi mình tư duy cái ngủ của mình, từ lâu tới giờ mình có phạm phải những cái sai này, mình tư duy mình thấy đúng rồi, bây giờ là phải dẹp chứ không được để. Bởi vì qua bước sắp sửa bước qua cái lớp chánh tư duy rồi mấy con, mình tư duy để mà áp dụng vào đời sống của mình, sống đúng mà. Sống để làm chủ sự sống chết, mà sống để mà hoàn toàn là thân giáo đức hạnh mới, đâu phải mà mình còn nói suông như cái chánh kiến nữa đâu. Chánh kiến là hiểu biết rồi đó, nhưng mà chánh tư duy là áp dụng trong cái chánh kiến đó để mà đem lại cái thân giáo, đem lại cái cuộc sống của mình nó hoàn toàn nó không phi thời nữa, nó đúng đắn luôn. Cho nên độc cư tới cái lớp chánh tư duy là độc cư cũng trọn vẹn nữa. Cho nên người nào mà vi phạm thì bắt đầu cho ra, chứ không có cho ở này. Thầy nó chỉ còn một người thầy dẫn tới nào thì có, chứ còn nhiều quá trình dẫn không có. Càng gạn lọc bao nhiêu thì thầy dễ chừng mấy, thầy đỡ mấy. Mà cứ để tiếp nhận cho nhiều đó thì chắc không có ra. Rồi mấy con cứ dựa vào cái dàn bài của cái tâm hỷ. Người nào làm tâm hỷ xong rồi thôi thì mấy con sẽ dựa vào cái dàn bài của cái tâm hỷ này mà làm cái dàn bài của tâm xã. Còn nếu không đó thì tuần tới thầy sẽ viết cho cái dàn bài của cái tâm xã. Còn mấy con làm mà thầy thấy được rồi thôi, mấy con hỏi là nếu bây giờ mấy con làm cái dàn bài của tâm xã mấy con làm xong thì mấy con thầy đọc thầy thấy được thôi thì mấy con hỏi cần làm. Còn nếu mà thầy đọc thầy thấy chưa đủ thì bắt buộc mấy con làm. Và thầy thấy trong cái tâm xã của mấy con nó trọn đủ hết thì con không làm được. Dạ, cũng con viết dàn bài gì nữa hết. Bắt đầu qua cái vấn đề tu là đập dỡ tất cả các cái nghiệp của con bằng cái tri kiến. Đó là cái tu. Của con có thể làm không? Không, của con phải làm tới đó thôi. Rồi bắt đầu để mà thực hiện qua cái vấn đề tu nó tạm đủ hết chưa? Bởi vì cái khi nào mà thầy nói nó tạm đủ thôi, đủ để cho mấy con tập. Còn cái người nào mà thiếu thì thầy sẽ bổ sung thêm. Bởi vì cái lớp học này nó còn một số người thiếu nhiều hơn thì bổ sung thêm để cho nó đủ cái tri kiến để cho mấy con tập. Mà thầy bổ sung thêm á thì ngắn gọn như cô vậy anh làm đó mấy con. À, câu ngắn ngắn vậy đó để mà xả đó. Con hỏi này. Thầy ví dụ như mình tu tâm xã mà nó có cái về cái mà từ tâm nó là mình biết là cái lòng thương con vật đó thì mình không có làm rối loạn nó rồi mình bỏ cái hành động lên đây là như vậy là tu tâm xã. Dạ, mà bỏ cái hành động mà tỉnh giác đó không phải không? Bây giờ tu tâm xã thì bắt đầu đó con xả, con thấy mình xả một cái ác pháp, mình xả một cái mà làm khiến ngại cho chúng sanh đau khổ, mình xả cái đó thì ngay đó là cái tâm tự. Nhưng mà mình không thực hiện tâm tự, ví dụ như bây giờ con đi chánh niệm tỉnh giác này, hoặc là con bỏ cái công cái con xả cái công việc con làm, con mỗi lần thì con cào rác hút rác ngồi cỏ hôm nay con không làm cái chuyện đó nữa, là tức là con xả cái đó. Con hiểu không? Con xả cái công việc đó, mà con xả công việc đó thì nó kèm theo con suy xét, thì do đó nó không phải là con tu tâm từ. Vì con tu tâm từ thì con nghĩ rằng cái hành động đó mình làm có thể hại đến chúng sanh, hại đến cây cỏ. Còn này con nghĩ xả cái này con không làm,
Nhưng mà con xét lại thì ở trong cái xã này nó có cái từ tâm ở trong đó là nó không làm hại à, chính xác. Thì đó là con xét thôi, chứ còn con tự từ tâm thì con tập tỉnh thức, con thấy ở cái việc làm này con phải cẩn thận, ngoài từng cái đống rác từ cái này ra coi từng chút con không có làm hại. Cũng như cô Nghiệm, cô tu tập, cô phá vỡ từng chút cô không có để cô đụng chạm đến những cái loài vật, cho nên cô hút lát mà cô thấy ở có kiến thì cô tránh cho nó đi, rồi một lát nữa cô động cho nó đi rồi cô lại cô hút, thì cái vấn đề đó là cô tu tâm từ. Còn tâm xã con không làm, nó được xã tôi làm để nó đụng chạm, tôi không làm cái này, mà tôi để cái thời gian này tôi tu tập, tôi giữ tâm như thế nào thế nào. À, hoặc là tôi quán, tôi tư duy một cái niệm gì tôi sẽ phải ra, cho nên vì vậy mà con xã con không làm cái này thì nó là tâm xã. Nhưng tâm xã nằm trong đó thì con không phạm đến cái sự chúng sanh đang ở trong cái đống rác, cho nên nó có tâm tự. Con hiểu gì không? Vừa muốn tu tâm xã mà vừa muốn tăng trưởng cái tình thương lên con. À, như vậy thì con đừng có tu tâm tự ở tâm xã mà con tu tâm từ. À, tâm từ nó có mang tâm xã trong đó rồi, cho nên con tu tâm từ nó càng cái lòng từ nó càng lớn, nó hay lắm. Lòng từ với lòng hễ lòng từ thì nó có cái lòng bi trong đó, cho nên con tu một tâm thôi, cho nên được hai tâm mà nằm trong đó là có tâm xã hết trong đó. Còn hãy tu tâm xã thì đừng nghĩ từ mà nó có từ, nó không có gợi lòng thương yêu nhưng mà nó có cái sự thương yêu trong đó, nhưng mà chuyên nhất xã, bởi vì xã nó là toàn bộ hết. À, mấy con nghĩ mấy con sẽ làm cái đó rồi thầy chỉnh là cái bài tham giả chứ không kéo nó lộn. Chỉnh lại rồi có lẽ là cho mấy con sẽ đọc một cái bài tâm xã theo những cái dàn bài này, thầy sẽ cho mấy con đọc những cái bài để cho mấy con biết người xã phải nghe người ta cái bài của người ta làm xã tâm về lòng từ, xã tâm về lòng bi, xã tâm về lòng nghĩ, xã tâm về lòng xã, để mấy con đọc cái bài để cho mình nghe, mình biết cách đó là cái xã. Cũng như cái bài tâm hỷ này đó, mấy con sẽ đọc được nghe cái bài tâm hỷ theo cái dàn bài này, là xã tâm hỷ về vật chất như thế nào, xã tâm hỷ về trùng phùng như thế nào, xã tâm hỷ về làm công việc thiện đó, thì tất cả những cái này mình đọc rồi mình lắng nghe những cái điều đó để sau này mình biết, để cho mình quán hỷ được cái tâm. Lần lượt mấy con phải học chứ không có gì đâu. Mặc dù là cái những cái bài viết của con mà nếu có thì giờ cái bài viết, chính bài viết của con có nhiều cái cần thiết cũng phải được đọc để cho mọi người nghe, nhưng mà mình không có thì giờ. Mấy con viết bài rất là tích cực luôn, thầy thấy cái điều mấy con làm rất là tích cực. Rồi bắt đầu có con hỏi gì nữa không, có không được mình vậy. Còn mấy con mới vào đó quản kính quản trí gì đó, mấy con phải làm hết bài đó nha. Cái gì mà con hiểu phải hỏi, chứ không có được mà tu mà ức chế cái tâm hoặc cái đầu mà cứ ôm cái đầu đó thì không được. Đứa nào ôm cái đầu, đứa nào ôm cái chân. Làm cái dàn bài thân bất tỉnh rồi để rồi thầy sẽ ghi, thầy chép cho cái dàn bài để cho con. Con cứ làm đi rồi thầy tựa, rồi còn thiếu gì thầy cho mấy cái tựa đề thêm để cho nó được. Cứ làm đi con, rồi thầy còn chưa biết làm cái dạng bài thầy sẽ cho một cái mẫu, cố gắng mình nặng trong đầu mình ra mình làm trước đi thôi, chừng nào mà cuối cùng mà không được á thì mới cho, là mình như vậy mình mới có tiến bộ, chứ mà cứ dựa theo thầy sau đó mấy con không biết làm dàn bài mà thầy phải làm dàn bài cho đó thì sau này nó dở lắm. Tự mình làm đi rồi sai, nó có tật chứ không phải là không tật, rồi chừng đó mình thì giúp đỡ. Như vậy là khi mình làm cái dàn bài ra mà mình làm có tật có đúng thì sau đó sửa thì mình mới thấy được cái sai cái đúng. Chứ còn thầy đưa ra thì mấy con coi dựa theo là sau này mấy con làm dàn bài không được, đưa ra cái đề mấy con làm dàn bài không được. Cái dàn bài là cả